Hôm nay Ly có chuyến đi giao hàng về ngã 6 của tỉnh Hậu Giang nha. Cho chủ đầu tư, anh trồng số lượng là 700 cây ha, anh có hợp đồng trước nha. Thì nơi đây là nơi cung cấp cây giống nè, cũng như là thu mua trái mít của cỏ sơ vàng lá bầu Indo luôn, có hỗ trợ kỹ thuật làm trái tại vườn luôn ha. Cô chú anh chị nào chúng ta cần mua giống nè, hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật trồng, quy trình chăm sóc cây, hoặc là chúng ta cần quy trình làm trái mít nè, hoặc là cần bán trái thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Bên Ly có hỗ trợ kỹ thuật đến khi mà chúng ta thu hoạch trái, rồi tới khi mà chúng ta có trái rồi, bên trung tâm cây giống vẫn có thu mua trái mít ruột cỏ sơ vàng lá bầu Indo luôn. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta có cái nhu cầu để bán trái nha, giống như là nơi cung cấp cây giống nha, cung cấp cây giống mít ruột đỏ sơ vàng và có thu mua trái mít ruột đỏ sơ vàng nhận cắt tại vườn luôn ha. Rồi bây giờ Ly sẽ quay lại với tiêu đề về cái cây giống mít ruột đỏ sơ vàng. Mít ruột đỏ sơ vàng bên trung tâm cây giống thì có rất là nhiều lô, nhiều size, nhiều cỡ nha bà con. Nhiều khi anh chị hỏi là bên trung tâm cây giống quay video mà sao không báo giá, thì bên Ly có nhiều size, nhiều giá, nhiều cỡ nha, và tùy theo số lượng của bà con chúng ta đầu tư và tùy theo ngày nữa nha bà con, giá hiện tại bao nhiêu và cái thời gian sau thì nó lên xuống nó sụt, nên Ly không tiện báo giá trên cái video mà Ly thực hiện. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thích trồng cái gốc to, thì gốc to thì cái gốc nó như thế này nè, gốc nó bự, nó quýt giống như thế này nha, là giá nó sẽ khác. Còn cái gốc nhỏ cái bên này quý bà con chúng ta nhìn thấy hai cái cây nó khác nhau một trời một vực luôn không ạ? Giống như cái cây này thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nên cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng cái kích cỡ như thế nào thì bên Ly đều có cung cấp hết nha. Rồi có những cái cây lỡ, cây lớn thì bên Ly đều có cung cấp luôn. Đó, hôm nay thì mà anh đang chuẩn bị lên hàng ha. Đây là anh Kia nha. Anh Nokia. Anh thì chuyên gia đi vườn để hỗ trợ kỹ thuật làm trái cho quý bà con chúng ta ha. Đây là cái mít nè, chuẩn bị lên xe. Cái lô của anh chốt hàng của bên trung tâm cây giống là gốc từ 1/8 ăn lên. 1/8 ăn lên thì cái gốc này nó sẽ giống như thế này. Ly sẽ đi vô đây quay cho quý bà con chúng ta xem ha. Trên đường đi vô thì gốc này là gốc từ 1/5 tới 1/8 nè. 1/5 tới 1/8 là giá nó sẽ khác nữa nha. Và cái gốc nó sẽ như thế này. Dù có gốc to hay gốc nhỏ gì thì bên Ly sẽ làm là cái gốc nó rất là đỏ nha. Cái gốc nó là rất là đỏ, nó rất là đẹp. Đây. Chuẩn bị lên hàng ha. Hôm nay cũng ghép đơn đi chung rất là nhiều nha. Này cái gốc cây nè. Quay cái hoành cây giùm em đi. Nè, cái hoành của cây ha. Lựa ra cho khách nè. Gốc nó rất là thẳng nè, từ ở dưới cái miệng bầu đi lên tới ở trên cái đọt ha, cái đọt sinh trưởng nè. Là cái cây nó rất là thẳng, nó rất là đỏ. Những cái cây mà nó thẳng, nó mượt, nó đỏ giống như thế này thì cái gốc nó rất là già, chúng ta về trồng nó rất là nhanh lớn nha. Chúng ta loại bỏ những cái gốc mà nó bị cong, nó bị co, giống như nó co giống như cái chữ C giống như thế này ha. Cây gốc nào mà nó cong giống như cái chữ C như thế đó thì cái dinh dưỡng nó đưa lên nó rất là chậm nha bà con. Rồi bên đây thì có lô nữa nè. Có thêm cái lô. Những cái lô cây mà bên Ly có dăng dây giống như thế này thì có khách chốt rồi. Ly sẽ bấm thêm một cái bảng tên như thế này nữa nè. Lô này thì của anh Hồng. Cái lô này của anh Hồng ngày 10 tháng 4 giao. Ngày 10 tháng 4 thì cũng gần tới ngày rồi. Ngày 10 tháng 4 thì cũng gần tới ngày rồi. Chắc ngày mai á, hôm nay là ngày 9 tây rồi, ngày mai là ngày 10 tây, ngày mai sẽ giao. Rồi cái bên nè. Cái bên thì cũng có gốc thì từ 1/8 ăn lên nữa nè. Đó. Đây là cái lá mít cụ đỏ sơ vàng, lá bầu Indo chuẩn giống nha bà con, quý bà con chúng ta lưu ý nha. Trong mít cụ đỏ sơ vàng trên thị trường hiện tại thì nó có rất là nhiều loại mít cụ đỏ nha. Và đặc biệt Ly muốn nhắc nhở cho quý bà con chúng ta về một loại mít cam đào nha. Mít cam đào, cái lá nó rất là giống với cái mít cụ đỏ sơ vàng này nha. Cái lá mít cam đào nó rất là giống với cái lá mít cụ đỏ sơ vàng, khi sau này chúng ta mà trồng ra trái thì nó mới khác. Mít cam đào thì cái da của nó sẽ xanh hơn một tí xíu, giống như là nó ửng lên cái màu vàng nhưng mà nó sẽ ngả về màu xanh nhiều hơn. Rồi cái thứ hai nữa là cái màu muối sau này thì nó sẽ ra màu cam, nó không có lên màu giống như là mít ruột đỏ sơ vàng, tức là nó già cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng không lên màu, là nó sẽ bị lội xuống hàng chợ nha. Hàng chợ của mít ruột đỏ sơ vàng, hàng chợ thì giá nó tầm khoảng mười mấy ngàn trên một ký thôi. Nếu như chúng ta mà trồng lộn giống mít ruột đỏ sơ vàng mà nó sẽ lộn ra mít cam đào thì sau này quý bà con chúng ta trồng nó không có giá trị về sau, là chúng ta bán được cái hàng rẻ nhất của mít ruột đỏ sơ vàng, tức là chỉ thu được hàng chợ thôi nha bà con. Nên quý bà con chúng ta lưu ý nha. Rồi Ly sẽ đi dạo thêm một vòng nữa cho quý bà con chúng ta cùng xem nè. Cái lô này thì gốc từ 1/5 nha, 1/5 tới 1/7 nè. Lá đây ha, cây rất là đỏ mượt nè. Đó, Ly thường xuyên là chia sẻ về cái gốc cây ha, tại vì cái gốc cây nó quyết định cho cái cây của mình nó phát triển tốt hay không là tới 60% rồi. Rồi lô tiếp theo nữa nè. Đó, rất là nhiều lô, nhiều size, nhiều kích cỡ nha bà con.
Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về những cái đơn hàng mà Ly đi giao cho chủ đầu tư nha, cũng như là nơi cung cấp cây giống cho quý bà con chúng ta cùng tham quan. Cô chú anh chị là chúng ta cần liên hệ mua giống hoặc là cần bán trái thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống là đơn vị cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng, hỗ trợ kỹ thuật làm trái và có thu mua trái luôn nha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta và hẹn gặp lại.